Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin tôn giáo của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Bản tin sáng nay của chúng tôi, thứ hai, mùng 1 tháng 3 năm 2021, gồm những nội dung chính sau đây. Tin Page Pháp Quốc. Đức cha Yves Ramus qua đời vì COVID-19. Đức cha Yves Ramus, nguyên đại diện tông tòa Phnom Penh bên Campuchia và là giám mục cao niên nhất tại Pháp, đã qua đời hôm 26 tháng 2 vừa qua vì COVID-19, hưởng thọ 93 tuổi. Đức cha Yves Ramus sinh năm 1928, gia nhập hội thừa sai Pagi năm 1947 khi được 19 tuổi và thụ phong linh mục năm 1953, rồi du học Roma 4 năm trước khi được gửi sang Campuchia năm 1957. Ngài đã học tiếng Khmer và tiếng Việt. Năm 1960, Ngài làm giáo sư tại Đại chủng viện Sài Gòn, nhưng năm sau đó, Ngài trở về tiểu chủng viện Phnom Penh. Cuối năm 1962, lúc mới được 35 tuổi, cha Yves Ramus được bổ nhiệm làm giám mục đại diện tông tòa giáo phận Phnom Penh. Đức cha đã tham dự khóa 2, 3 và 4 của Công đồng chung Vatican II. Năm 1968, Ngài thành lập Hội đồng Giám mục Lào và Campuchia, gọi tắt là CELAC. Hội đồng này ngưng hoạt động từ năm 1974 trước các đe dọa của Khmer Đỏ. Trước đó, hồi tháng 3 năm 1970, nội chiến xảy ra tại Campuchia với chiến dịch Cáp Ruồn sát hại người Việt. Người Việt rời bỏ nước này và cộng đoàn công giáo trước đó có hơn 65.000 tín hữu công giáo, nhưng nay chỉ còn lại 7.000 người. Và trong số 185 nữ tu người Việt, chỉ còn lại vài chị ở Campuchia. Tháng Giêng năm 1975, Khmer Đỏ tổng tấn công vào thủ đô Phnom Penh. Đầu tháng 2, Đức cha Ramus gọi cha Joseph Chama Salas lúc đó đang ở Pháp về nước và với phép của Tòa Thánh, ngày 14 tháng 4 năm 1975, dưới bom đạn, Ngài truyền chức giám mục cho cha Salas làm giám mục bản xứ Campuchia đầu tiên trong tư cách là giám mục phó của giáo phận đại diện tông tòa tại đây. Vài ngày sau đó, tất cả mọi người Pháp đều bị trục xuất. Năm 1977, Đức cha Salas chết vì kiệt lực trong công việc đồng áng của Khmer Đỏ ở Kompong Thom. Năm 1976, Đức cha Yves Ramus từ chức đại diện tông tòa và sang Indonesia. Rồi năm 1983, Ngài đảm nhận văn phòng thăng tiến tông đồ nơi người Campuchia hải ngoại do Bộ Truyền giáo thành lập. Năm 1989, Đức cha Ramus trở lại Campuchia và giúp tái thiết giáo hội điêu tàn tại đây. Và 3 năm sau, năm 1992, Ngài được Bộ Truyền giáo tái bổ nhiệm làm đại diện tông tòa Phnom Penh. Với sự vận động của Đức cha, năm 1994, Campuchia và Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngoại giao, và 3 năm sau, chính phủ Campuchia nhìn nhận các quy chế pháp lý của giáo hội công giáo. Năm 1997, khi được 69 tuổi, Đức cha Ramus xin Tòa Thánh bổ nhiệm một giám mục phó và đã truyền chức cho Đức cha Emin Destom, người sẽ kế vị ngài 4 năm sau đó, năm 2001. Đức cha ở lại Campuchia thêm 12 năm trong một giáo xứ ở Sihanoukville, trước khi trở về Pháp và hưu dưỡng từ năm 2015 tại Montebon cho đến ngày 20 tháng 2 vừa qua, tiếp tục cầu nguyện cho Campuchia mà Ngài yêu mến và phục vụ. Hôm 23 tháng 2 mới đây, Đức cha Ramus đã mừng sinh nhật 93 tuổi và 58 năm giám mục. Và 3 ngày sau đó, sáng ngày 26 tháng 2, Đức cha đã từ trần tại nhà thương vì COVID-19.